Làm gì xin nghỉ chưa? Ổn rồi, ổn rồi. Khoảng năm 2000 đâu, em còn nhớ. Diễn ra thêm con mèo con anen nữa thì được. Kêu ra nhiều vậy trời. Thôi bài này đánh cái gì bị trời ơi. Nhận 12 vàng. Rồi tức tối đa số 7 vòng đấu. Tăng lên 7 vàng. Khi nào cũng thêm. Con pick cùng thêm. Để cái túi vàng coi nào. Nhận 12 vàng. Vật. Thua thua đầm luôn đi chứ. Không có hiểm họa đánh nhanh ha.
Ủa, mới có hai vòng mà cũng tám mấy máu rồi. Yếu nhỉ. Quá yếu quá. Hả? À biết thì lấy giọt nước mắt. Nam nghe anh được nhỉ. Nam sư. Hãy subscribe start some trouble. Khỏe. Bán máu lấy tiền. Một cũng chơi phải đi tú cái Phật đó. Wow, tích 50 tiền. Thế là đi mình cũng kể biết sao giờ. Ô, ông này ăn nghe ai rồi.
Ờ, Dạ. em chứ. Ờ, Thằng này hơi hư đấy. đang cũng đang kiếm con anime hay. Kiếm con anime hay để ra cho. Tuyệt vời. Hai phần trăm nhưng mà có ra không xét trời. Rồi, thua lúc 5 con lên trời. Đáng vậy. Đáng vậy. Mày đánh vào chết à? Một con hai mất thì máu này, trời ạ. Giờ mới sắp đau chỗ thua, thua từ đầu chí cuối luôn. Rồi tôi đi chơi để gì đây, lấy cái rong. Mày lấy rong không? Mèo. À. Mèo về lấy găng, mèo về lên hai luôn mới chết. Dở. Nghèo lên hai cầm mấy găng không được rồi, tiếp phải bán à, thế là bán mèo đi à? Bán mèo về lên hai luôn. Bẻo xin con ăn nè hai cái nữa đây rồi. Giờ bỏ cô rồi năm vệ binh à? Chơi năm vệ binh hai nó pháp sư đi.
Bán chết lại ra sếp. Rồi, clip 3. Lip đá nó yếu mà, thiếu mực thì nó yếu. Rồi, thua nhà này nè. Thua nhà này mới ghê. Có lên 3 món. Mình cần có Natila 2. Ủa mà lúc rồi không có găng, lúc rồi ra hai cái găng cùng lúc luôn. Cung xanh ông này có ấy rồi, Natela rồi, có lên 7 con Natela ta ơi. Top 1 à, này để top 1 đi, top 1 đi, đánh nhau ra bảo luôn. Tôi chính mình nhé, Red ba, Red ba bình thường quá, Uy sinh ra, mọi người sẽ chịu được nhân vật. Mình có bởi vì binh tôi là con cái xa hai nó ghê. Lên 8 thôi. Để tiền lên 8 thôi. Sao mình chưa lên 2 được, nhưng ông nào ôm hết rồi. Ông này cũng đang 1 mà. Câu sao này cũng về binh nhưng mà đang rồi gặp Nobita. Nobita
mà ông này chơi nu nu đặc đặc nhiệm vãi chứ, chơi nu nu đặc nhiệm à, làm này lướt thì tùm lum tà la luôn. Để lấy gì ta, cái BF cũng được, giờ trước mắt cũng được. Coi nào. BS là của em, BS là của em. Nè, để đi. Bây giờ cho. À, bây giờ mà có cái sao lên 2 còn đâu. Sao không biết sao được, cầm được mắt thì toang ấy, cầm ra cầm mày cầm copy ừ, gặp ông Blitz 3 sao này. Ba sao cũng mạnh đấy, ba sao cũng mạnh đấy. Không phải dòng vừa đâu. Anh này nick 3 sao ạ? Ủa, vãi chứ. Bên này nữa chứ. Bên này chơi chung bài khó chơi rồi. Cặp luôn à. Một à. Ôi, Zenix 3 sao kìa. Thua mình thì nhục ấy, và thua thật, thua thật, 3 sao cho chúng tôi, thua thật, mình thiếu con Nathina thôi. Ủa còn 10 máu gì cũng nó nhanh vậy. À, vẫn không ra Nathila ta. Mỗi cái gì á? Mèo 3 sao à? Mèo 3 sao, mèo 3 sao này. Đi luôn mèo 3 sao.
Mình thiếu con Narela thôi là mình khỏe. Lại để tiền lên như lên chín này. Rồi để tiền đi lên chín coi. Thắng chuỗi tháng 6 rồi, chắc đi lên chín được á. Lên chín được là ngon. Hôm nay cũng 18 mà 30 tiền. Tiền ông này nè, ông nào đánh về binh với mình nè. Bài ấy khỏe. Trời ơi. Gì á? Gì là gì? Là chết đó. Không máu rồi. Không ơi, xem anh đánh đi. Anh cất Thôi. tiền đi, đi lên 8. Đi đi pha, đi pha mì chưa? Pha mì ăn đi. Anh đi lên 8, anh kiếm con 8. Được rồi. Bay ba mình kiếm con đi ba con đi a ba tao gặp cái dàn hồ công này hơi mệt đấy. Đó, con lắc nó khỏe, con lắc một tiền thôi nhưng nó cầm đồ một tiền nhưng nó khỏe thật. Đấy diệt rồi, đấy diệt thôi, tiếp thôi. Nên nhiệt thì bạn ơi. Đùa. Nhiệt đi. Để ra này. Cụ 80 em game bình thông. Có lọt vào top 4 rồi à? Đúng rồi á. Nếu mà cho thua đi một game nữa vẫn không không sao, thua một full revenge 3 sao kìa, giờ thua 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 một trận nó cũng không sao. Thì một con Nadella 20 được rồi. 25 máu à? 25 máu chắc chịu một tên nó cũng không chết được. Chịu một tên nó có đi vô đâu ta? Đúng. Tình không có con Natela 2 luôn trời. Con Talia không có luôn trời. Con này cầm hết đồ rồi. Châu sang này là thua mình là chắc rồi này. Châu sang là đi luôn. Đi luôn. Châu sang này. Ta biết rồi, còn nữa ông Nobita kìa.
Còn bị ông Nobita khó chịu kìa. Em lên 9 rồi mà không có con ta lẹ. Ôi chết dở, quên lấy con Lia, con Lia này là chuẩn bị một con ba sao mình quên đi kìa, quên khóa ấy đi. Trời ơi tí là đỡ mất công phải luôn. Đi lên lên được gì hủy họ đi về giúp tìm còn gì đây, cuồng đao ai da nó xếp. Ủa không, nó phép cho con nào đấy. Luôn. Đây này, giờ mới thấy mặt này. Thế luôn chứ. Anh có chín đấy chưa? Chín vệ binh chưa? Hả? Còn đâu? Rồi em bậy thôi. Ơi, giờ làm sao mà đánh với cái ông này ta? Gặp ông nào vậy? À nuôi ta, hồi xong rồi. À đúng không? Mặt. Gặp cấp 1 luôn rồi. À và mic phát tồn nó. Và mic phát tồn nó lia chứ gì. Chết 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 còn 10 máu, còn 10 máu. Anh cấp 2 rồi. Chưa cấp 2 được. Cấp 2 là anh gặp cái thằng kia kìa. Hoặc là gặp bóng của thằng Nobita. Cho tao con lên Atila 2, tao lên tao thay đổi cho con lắc cái là ok bla luôn này, không có tiền trời ơi nó điên. Gặp thằng top 2 Genshin 3, Blitz 3. Đi luôn không? Hồi top 2 rồi. Bạn top 2 mà. Ủa thằng top 1 nó gặp cái gì mà nó không lại ta? Chắc nó gặp cái bóng của anh. Anh nó gặp bóng của anh. Má không có tiền để roll cái con này ta ơi. Anh bán hết hai cái con mà gần lên 3 sao ấy để zone xem có được Tila 2 không? Bán ha. Ừ, chứ giờ để trận này nữa là thua rồi còn gì. Thôi kệ thua cũng chịu vậy, đành chịu thôi. Kể thua thì cũng đành chịu thôi. Mà chưa chắc đã thua. Chưa chắc đã thua nhá. Chưa chắc đã thua. Đấy. Chưa chắc đã thua mà lúc này nó gặp bóng mình nó thua mà. Nó thua được. Trên máy chiếu ở cái vuốt rỗng được nhỉ, mình cái vuốt rỗng được nhỉ. Quên. Pháp thể đấy nhé. Đây rồi. Thằng kia đổi à?
đổi đồ à? Đổi cho con mít button ở bên kia à. Đổi cho con mít button bên bên kia mà nó không tính là nó còn thua thua mình Natela 2. Thế đi luôn kìa, đi. Ui vẫn chưa đi à? Nó vẫn không tính được là mình con Natela 2. Còn 6 máu à? Đuổi kịp không? À, đặt cái máy chiếu sai rồi. Chấp cái máy chiếu. Chấp cái máy chiếu. Ai trời ơi, thua nó kìa. Chấp nhận thua luôn. Cái máy chiếu chiếu không được con có tướng nào. Đi cái cây chứ. Yeah. Gì bạn? Cái máy chiếu không chiếu được con tướng nào của nó. Nếu chiếu được thì ngon, phải là ngon không? Ngon. Vậy thế. Chơi cái gì nè? Đơn đôi thôi. Ủa, top 3 được 18 điểm ta? Top 2 sao được 18 điểm nhỉ? Ít thế nhỉ? Còn 3 top 2 được 18 điểm. Số lên cái mốc 42 à 43 anh. 143 là cái gì? Ừ. Nhận được chén ma thuật với số tiềm năng. Nhận một linh thú tiên hoặc lúc chạy đi linh thú kìa. Đâu cái tiếng kia đâu ta? Biết cái kia đây. Anh 44 thì còn đâu? Ơ vậy anh nhận đồ chưa? Tôi Nhận nhận hết rồi rồi, hả? nhận rồi. Anh 44 này mà. Không được cái gì hết. Không, giá là cái gì? Chén gì? Chén số mù, chén gì trời? À, này mình chiếu được cái con mít cho tôi là mình ăn chắc luôn đó. Chiếu được.
Ông Yên đấy nhỉ? Mình đang win 3 lết 1. Đang win 3 lết. Nào được 12 cái kỳ bịch kho báu này trời. 25 cái nữa. Đụng được cái lấy con lắc nguyên tố à, thật đầy nguyên tố à. Cái nhất của kỳ tối thượng hai con đấy thôi. Lấy một con. Lấy cái lắc đi. Rồi đó. Ôm rồi đó.
Welcome to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. Minions have spawned. Gì nó không nó đi được con mắt đây trời ơi. Sao cái gì mới được con mắt mình. Student. Anh chưa có quy em ơi, chú ý nhé. Anh chưa có quy là có đủ nhau lắm. Đặt cái lồng tim sớm này. Để phụ những đề nhé. Có thằng Ly ở dưới. Thằng Ly ở ngoài con ngoan phu ấy. Ờ, chị ta lên, bắt lên, lưu. Trời boss thôi ơi. Shut down. Do not let your An enemy has
has been slain. Mày nhây à. Let us begin. Thằng Ly à. Non rết của anh à? Non rết của anh à? Focused mind. Yes, through stone. Đâu em lên tỏa được thằng tốt nó đấy. Cả đồng bọn luôn. Alo? Ê. Ê. A true master is in the
Sát thương và chính. À, thằng DJ là sao không dám chơi nhỉ? Sao không dám chơi? À, đánh vậy thì là tao thọt bây giờ. Ly nó mất mất rồi rồi. Anh này không không có phải lát. Đi à. Có khác Lucy nó ra rồi. Rồi bỏ đó, đừng ăn ngon cái rờ kìa. Tao nói mày cứ đánh. Let us begin. Chắc nó đi vào 11 rồi. Chắc nó xuống em ơi, lui. Alo. Chắc nó xuống nó bế đi nha.
Nó bảo số lên bot. Do not let your pride blind you. Your team has destroyed. Is the greatest enemy. Làm gì đánh nó khá nhỉ. Hay cũng hay. Trời ơi, nó đấm kìa. Á, làm phép nó đấm. Trời ơi, đẩy lính đi không đẩy đi lung tung. Cái cấp đồ là quan trọng nhất lên. Anh nhắn thua gì? Tính nó rất đau. Quay vào trước nè. À, nó đấm cái. Má nó đấm cái kìa. Hay chưa? Đấm cái đi luôn. Anh ở đâu về anh à? Anh ở Hà Tĩnh. Sao nó đứng đi luôn cái pha đấy. Lấy luôn cái chùa nó về đi, về đi. Lý sao vậy? Để ra ăn cũng sợ. Về đã rồi ra. Qua đâu.
đừng 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 cái sao này dưới này anh bắt đầu khác thì anh đó làm đâu cái quần à không phải chạy khuẩn Win 23 được nhỉ? Nếu như Win 23 mình nhầm đi. Yếu thế nhỉ? Nhà mình vẫn nhầm ba đấy. Đi vòng đường này của bạn đấy điều này là gì em mới bị kim này. Mình bị lắc à? Thôi lúc mình bị lắc. Lúc mình bị lắc à? Em mua được ba ấy luôn kìa. Cái gì? Ba cái hộp. Được 14 tướng luôn à, trang phục luôn. Ghê á. SS thì anh chơi được hai trận nữa đó. Làm gì á? Ừ. Đắt đi câu chuyện. Đi đâu? Đi chơi với gái. Đi, SS đi, SS. Sáng đi.
9 à? Năm trăm mười trăm đầu em hết hết đấy chưa, hết mười mười game đầu chưa? Chưa. Dành 13k tinh hoa đổi cái tên cái app này rồi. Mười ba k hả? Ừ. Có đâu. 13k. Để được tên 13k tinh tinh hoa đó. À, 13.999. Chú 5.000 đó, 5.000 tinh hoa nữa. Nó mua gì đổi nhỉ, có gì đổi ra tinh tinh hoa, ra tinh hoa cả ấy nhỉ, chả thế. Bốn mươi này, 110 cái. Ủa? Đi đâu? Em bị mất Leona thanh lịch là sao ta? Biết đâu? Gì vậy? 9.000, 9.000 còn thiếu 4.000. Bốn nguyên được một cái gì thứ? 10.600. Lát đi đâu hả? Là gì đâu? Lát anh đi đâu? Chơi. Đó, ai gọi anh đi chơi hả? Ai gọi anh đi chơi vậy? Có ai đâu. Vừa có người gọi. Lại mẹ anh gọi ạ. Gọi gì á? Mẹ gọi gì á? Gọi lát qua gì. Điều. Đi cái gì chứ. Đi đâu đi? Có không à? Mất tư duy của mình đâu. Cố gắng hai game bình thông nữa này là ok này. Mười giờ rưỡi, 11 giờ hai game là 9 giờ rưỡi, 11 giờ được hai, được hai hai game. Ôi giời ơi, con Renata này. Renata này, con này khó chịu ấy. Thân ti vào Mataji, Mataji chém quân mình hết. Sai hỏi à. Chỉnh lại bảng còn thiêu đốt luôn. À,
Em nó có hai tay cứng kìa. À, lên quần đau đánh không nổi. Em mình có y đó y đeo không ra. À, hai tay cứng, mình cũng cứng. Em mình hình như combat lợi hơn. Em nào cũng có lợi. Còn nó rừng nó anti support nó anti là coi như xong á. Sao tình nào cũng gặp Bạch Kim nhỉ? Mình đang ở Bạch Khai. 4-10 Bạch Khai ở gì? 5 chứ. 5-10. 4 là đúng rồi, 4-10. Hai game mới lên bậc 3, bậc 1. À ngày đánh không không cần tuổi đơn này. Đạt này đánh là không không cần vô vô tuổi luôn á. Cứ đủ điểm mà lên rank, đủ điểm mà lên rank thôi. Tìm người đi đâu? Do not let your pride blind you. Let us begin. À. Đen đấy nhỉ? Hơi đen. Để nó mất mất phần lát á, em lên e đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mất phần lát rồi đi, tính nó thôi. Hello già, hello buổi buổi đi nhé. Thì không đọc không nghe anh em mà lại điểm. Thì em cứ để thằng Z nó mất cái bóng, em leo nó ra hết rồi.
em ra cái là mất chết luôn. Ừ nhá, nó đang đang xài cái bóng á, nó chưa xài bóng. Để tắt lên đây. Để xong quân về. Không có đánh nhé. Về đi. Ừ. Lần này anh già lên đồ thấp phủ đi á, không không đánh cái đồ nó đánh không quên. Đồ đánh không quen nhá. Đây. Bây giờ phải chơi cách phá cách kia ông già chịu gì phá chịu đấy. Để chỉnh lại cái nó bỏ kìa. Linh là bỏ. Mùa tốt nó lên level 6 rồi á. Level 6 này ghê vậy. Ồ đừng nói kìa, đi ra kìa, đi đây đi đây. Đi đây, đi đây, đi đây, đi đây. Đúng rồi, chơi nó luôn. Ủa? Khỏi lăn chi vậy? Hai giây. Không chết được. Không chết được thêm nữa. Lui 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 chịu thôi, đánh được, chứ cho đừng nó tâu đi, kẹp ai, mà chết nó tù kìa. Nó đang 6 á, em nghĩ 5 thôi. Đi đi về Việt Nam đi.
Này mà 6 là ăn được quả con AD nó luôn rồi đó. Mà không được 6. Giết chắc nó về. Nó lên đã, con này lên áo trồng gai. Có thể từng phạt thì nó phạt con, từng phạt con nó. Con thấy xong em rồi. Sao ghét nó xanh vậy? Có gì á? Có chết, có chết kìa, chết ra kìa. Ngoài đánh ngáo vậy. Ra sớm vậy. Chết nó em ơi, chết nó đi. Đây rồi. Ôi khít thì qua đây thì không cho mình qua đây được. Nó là một rồng. Mà mình sao mình không kịp phạt nó thế nhỉ? Phạt xong rồng ấy nhỉ? Cái chuyện kéo thằng Lucia này đánh kiểu lo láo mà ngóng ngáo không sao nhỉ? Thế tốt cái em già không chịu đây. Tôi có lên cái áo đồng gai, phải lên cái gương môn danh mới đánh được không? Đang tính ăn con thêm nít này. Bỏ đồng ăn con thêm nít mà nhìn. Nhìn ra xuống đây được 2-3 mạng. Khá là ngon. Không tốt, phải lên cái gương môn danh, lên binh ngông mới được thôi. Rồi nó ăn xong luôn. Trời ơi, con điên chưa? Anh à? À, cái con tốt nó có chiêu, có chiêu thế nhỉ? Đẩy lui để choáng luôn cả la thế nhỉ? Còn lát này, còn mang tăng tốc pha là chứ. Cay nó chạy được, cay thật. Cay không chịu được luôn. Mắt bảy chim này. Bắt đầu phải tải đã.
đừng lo đâu. Mày không đó. Đi ba. Chết ba màng xàm chưa? Chết xuống chịu đó. Trời ơi, thằng Lucian di chuyển gà. Nó gà 4 hết 3 rồi. Lui em ạ. À. Đi, đi đi. Chết luôn bây giờ ấy. Xem mày đánh cẩn thận lại rồi, không có biết nó lên. Nát bé. Xem này không đánh cẩn thận lại tí nào thì cả nát bé luôn. Mình dừng nó quăng cái anti ra đứng đơ luôn. Anger gives motivation. An ally has been slain. Is an eternal student. Mình tưởng ông ấy được thì mình lên mình ấy chứ. Lên mình đẩy mình hết hết kinh nghiệm rồi. Con dừa. Lucian đánh gà đá trứng. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Lucian tập chơi. Bỏ đi bỏ đi, đúng không? Đúng đuổi đúng đuổi á, bỏ đi bỏ đi. Gì á? Một ông chết được rồi, trời ơi. Một người chết được rồi. Bên này đây. Mẹ không chơi chứ, anh không có gì để chơi luôn đấy. Con này bỏ con Phoenix rồi. Chưa
hai cái kia. Còn lát luôn. À. Chịu rồi. Bóng phép nước chịu rồi. À, đánh như này không đua được mục tiêu với nó. Tôi bắt đấy chỉ một bây giờ 13 lớp gai thì phản kích à, mình đánh chừng nào nó phản đêm lại chừng 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 đấy này. Đúng 3 luôn. Chịu rồi. Để anh em ơi, để anh đây. Từ từ, để anh. Ba sao không được anh? Không, ta đi nữa nào. Hello. Đi ra. Thôi, đi ra thôi. Tôi có sướng này xong rồi. Anh này chưa mua đồ nữa. Quên bỏ. Anh này chưa mua đồ nữa, bảo đi ra thôi. Nam tính ở đây thì chưa có đi đánh nhau.
inhibitor has been destroyed. Doubt is the greatest enemy. Your turret has been destroyed. Gì vậy? Sao vậy? Nó cay à? Ngồi thằng 100 máu rồi. Bỏ đi. Ok. Sâu lắm ấy. Về đi. Hồi máu rung rung 4 về hồi máu. Man rung 4 về đi rung sắp ra 2 3 chơi. Dù là phải đánh nè. Cẩn thận nha, từ. Nhà rồi, em về nhà đó. Đóng cửa em đi về nhà đó. Okay.
been slain. Canto otra, güey. Pero antes chido. Đi ra đây. Đánh nhau đi thôi, đẹp lính thôi, không đánh nha. Cắm mắt cũng vậy, đi vậy là sai, em biết hiểu không? Và cũng vào cái bóng bóng tối. Thiếu 300, từ, thiếu 300. Rồi giờ đánh này, có anh đánh này. Đánh ai được, cứ đánh đi. Ơi, cay thế nhỉ? Chịu rồi, thua rồi. Ô, giờ mới đi cho anh trả tao kia rồi. Thua game anh em ạ. Thua game. À, bị cái đường nó ăn tía cay quá. Nào được lên kịp tích không? Làm lên kịp tích không? Cứu, đúng rồi, cứu. Đúng rồi, còn chưa. Chưa có đi được, cái game này có thể là win được lại. Còn ai còn nhớ là ra đường thôi. Đó, đồng bút em ra thẳng con trống còn em nhé. Nhất kìa. Về nhà nhá. Về nhà nó đập trống đấy. Này biết lên cái gì cho nó mấy cái team này đây, cái thần giờ mình bỏ rồi, muốn điều mình nét rồi chứ. Nó đẩy thằng mít này. Mình bắt được con AD này ngon. Sợ nó ấy quá. Anh
quá. Đánh được, hơi đông đấy nhở. Con này đẹp phải thua này. Thôi bên này đấy anh em. À. Đánh game này thua rồi, thua game này rồi. Phải xây nhờ. Mười giờ để thức kia. Anh thế. Bên 4 mất 2 đúng không? Này chắc là 8 trên 10 hoặc là 7 trên 10. Trên 10 trận. Ây da, nó có cái tốt, nó quái vật quá. Trâu đừng hỏi nó coi con rừng nó nữa. Chém cái kiếm luôn. Đúng rồi. Lắc à? Thì lắc hả? Chém nó phải kiếm luôn tao ơi. Đất hai cái kia chứ. 10 game đồ như này không ổn đâu ấy. Anh sẽ là bắt chặt này. Hơi chán nữa. Thế nhỏ. Này tên mình là ông Lucy, ông đánh gà quá. Ông đánh gà quá nên ông không biết trời, ông cứ lướt lên ông có đánh thôi. Một mình ông cũng lao đầu lên thôi. Người dễ thì ông sợ mà tem nó có CC với tanh cứng quá, không làm gì được. Không làm gì được, chịu thở. Cái tư nó để dành anh ti cho mình chứ còn thằng tốt nó lại dành anh ti để mình ra, không ám sát được AD với FP nó. Ai là này mà FP mình đánh con bờ rung thì ngon. Tem mày ạ. Con bờ rung thì tôi có thật rồi. Không cần phép cũng được. Phép FP là cái gì đâu. FP nó đâu. Con bờ rung nó đánh có cái chiêu làm chó. Rồi tài ngất ngư đánh một con bát hay không? Và tên mình thành ra ba ông được. Rồi nó ảo luôn rồi. Thật ra nhạc này ít skin nữa. À.
À, thỏ phế cỏ à? Được rồi, giao diện tích tổng anh. A true master is an eternal student. Có mắt rồi. Anh mình đem mưa đạn bom. Chủ lực à? Chủ lực đấy, Big Big Potter đấy, chủ lực đấy, giò nước mắt đấy, kiếm cái gì đấy? Ê, 100 máu. A summoner has disconnected. A summoner has reconnected. I will show you the path. Ta mất phải lát chơi nhỉ. Mm-hmm.
5 ca. Doubt is the greatest enemy. The focused mind can. Cẩn thận thằng Phan ở con khu phía trên nha. Tao mất ở đấy à? Đúng nha. Nhìn vào. Một ba ở đây. Ba ở đây. Đây đấy à? Phải thằng Phan nó còn lát. Để có vai phải thỏ phê cỏ với thằng Phùng không ta? Hai thằng này hai chơi với nhau. Is an eternal student. An enemy has been slain. Không ăn là các ta đánh từ từ nhé, từ đây. Đừng có lại cái vòng hoa sen của nó nha. Cái tê nó đâu nhỉ? Cái tê ra mít rồi. An enemy has been slain. Lưu đánh được ấy nhỉ.
you miss it. Trời, nó mua lên lên 17 luôn. Tại do ăn cho phụ cho con là về lên nhanh. Em đang họp mà. Mấy thằng đứng nó ở đâu à? Bỏ. Anh bỏ đây nhá. Em này binh nổ tự thủ đấy anh em. Binh nổ tự thủ thôi, không binh nổ tự thủ đánh không ngoài đâu. À, binh nổ tự thủ mà kata nó xoay với cả pantheon nó choáng chứ nó luồn cái là mình không có lớp nổ là mình đi luôn. Nên lên không nổ. Người đây em ơi.
has been slain. Nine days. Yeah.